Xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của nhà bếp 89. Hôm nay bếp 89 xin giới thiệu đến quý anh chị một cái máy đánh bọt cà phê của thương hiệu Casio. Cái máy này thì giúp quý anh chị có những cốc cà phê ngon hơn, đẹp mắt hơn. Thì bây giờ mọi người hãy cùng em đi tìm hiểu về cái sản phẩm này nhé. Đây là đóng hộp của sản phẩm này. Đóng rất là nhỏ gọn luôn. Các thông tin đầy đủ của hãng luôn, mã số này, nơi xuất xứ này, một mã là màu inox 1611. Đây màu bạc đây, bên trong có quyển hướng dẫn sử dụng và catalog này. Màu đen đây ạ. Bên trong cũng có hướng dẫn sử dụng và catalog nhé. Đây là toàn bộ sản phẩm. Sản phẩm sẽ bao gồm một thân máy và một cái đế inox. Ở đây thì em đang có hai màu, màu inox và màu đen nhé. Bây giờ mọi người hãy cùng em đi tìm hiểu sâu hơn về thông số kỹ thuật cũng như là đặc điểm của sản phẩm. Máy đánh bọt cà phê Casio thì được nhập khẩu trực tiếp từ Đức, sản xuất ở China mọi người nhé. Đây này, địa chỉ Đức này. Đó, các tiêu chuẩn Đức. Cầm rất là nhỏ gọn. Con này nó có vòng quay lên đến 12.000 vòng một phút, sử dụng pin tiểu mọi người nhé. Đây, cái pin tiểu này thì nó có đầu âm và đầu dương, mọi người lưu ý khi dùng lắp đúng đầu âm và đầu dương nhé, chứ không theo các quy luật giống thông thường, giống mình lắp pin điều khiển đâu. Bên ngoài cái con màu bạc này, bên ngoài bo toàn bộ bằng inox hết. Cái này cũng là inox 304 này, an toàn toàn bộ với sức khỏe này. Máy chạy rất êm. Con này thì nó bằng nhựa màu đen. Chạy siêu êm luôn. Nó chỉ có một nút thôi, ấn giữ để nó chạy thôi. Xong thi thoảng mọi người nhả ra nhé, nhưng đừng ấn liệt liên tục. Bây giờ em sẽ test thử cái máy đánh bọt cà phê này nhé. Cái này thì mình có thể đánh bọt cà phê, đánh cacao, hoặc là mình có thể đánh sữa nóng. Thì trên màn hình của quý anh chị thì em có hai dòng. Một dòng là thân inox. Con này thì nó sử dụng pin tiểu nhá, pin con thỏ nhá. Đây, đây là cốc cà phê em vừa pha. Chạy rất là êm và khỏe luôn ạ. Đó, bỏ rất là nhiều. Thực ra là cái cà phê này bọt ít hay bọt nhiều cũng do cà phê, hoặc là cà phê mình để lạnh ấy, đánh bao giờ nó cũng lên bọt hơn là cà phê vừa pha. Cái này em vừa pha máy xong, nó còn đang rất là nóng. Đó mọi người ơi, cốc cà phê này lên bọt rất đẹp luôn. Cái con này thì nó rất là nhỏ gọn, trông rất là xinh, dễ dùng, và pin thì rất là dễ thay. Sản phẩm này thì bên em đang có sẵn tại cửa hàng Free Ship nội thành Hà Nội, ship CD toàn quốc, nhận hàng, thanh toán tiền tại nhà. Cam kết với quý anh chị là hàng được nhập trực tiếp từ Đức. Quý anh chị nào muốn mua hàng hay là muốn tư vấn sản phẩm thì có thể kích vào đường link phía dưới, hoặc là inbox em qua Zalo 0985608831. Em xin chân thành cảm ơn.